Dưỡng ra điện. Thì nghe tiếng người ta. Cái này cô thay khớp gối này từ bao giờ vậy cô nhỉ? Cô thay từ năm ngoái. Từ một năm. Cô thay từ năm ngoái chứ ạ? Dạ. Cô thay từ tháng 9 năm ngoái. Dạ. Nhưng cái biên độ khớp thì nó cũng chỉ được như thế này thôi đó, đúng không ạ? Ừ. Cô phục hồi chức năng ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Dạ. Đến bây giờ thì cô cảm thấy phiền là cái gì? Tự nhiên sáng nay cô lại cứ thấy đi thì nó cứ như là có người rút ấy. Dạ. Nó rút rút ở đâu ạ? Ở cái ngay cái chỗ khớp này. Ở trong trong sâu cái khớp này. Dạ. Đi nó bị hẫng lại thế nào, nếu mà không cứ cẩn thận là cố bước là ngã. Dạ. Cô phải đứng lại. Vâng. Cái này thì của cô thì thay cả cái khớp này này, thay cả cái khớp này thì nó có mười lần người ta sẽ thay cái mông chày của mình, thay cái diện của cái lồng cầu xương đùi, như cả cái diện của cái xương chẻ, cái thay ba cái đó, thay ba cái đó thì đương nhiên là tất cả những nó sẽ không được sinh lý như cái gối của mình. Và bây giờ thì cả cái tiếng còn kẹt những khi cô co duỗi. Còn thiệt từ mỗi khi cô có dung có dối thì chúng tôi bảo nó khớp bị khô. Vâng, nó khớp bị khô thì nhiều khi là mình cũng phải chăm sóc. Mình chăm sóc bằng cách thì mình thường cô có thể là cô tự massage cũng được. Cô tự massage để làm sao để cho nó tăng nuôi dưỡng cái bao khớp á. Chính là bây giờ dùng cái bao khớp rất nhiều. Cái bao khớp cần phải dùng rất nhiều. Vâng. Cái kế này là từ đây đến đây. Vâng, nó từ đây. Đây tôi chọn thế này, cái bao khớp nó cho tiết dịch, nó làm bôi trơn cái khớp của mình. Vâng, nó bôi trơn cái khớp của mình thì mình phải chăm sóc thôi, và mình tập luyện cho cái gân cơ này nó khỏe lên, nó đỡ cho cái dây chằng. Bây giờ nó cũng không đi bộ được nhiều đúng không? Thì cô có thể đạp xe tốt, đạp xe rất tốt, đạp xe và bơi rất tốt cho cái khớp gối của mình. Đấy là như thế. Rồi mình chăm sóc thì massage nó giúp các thứ cho nó tốt vào. Vâng.